Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, bình quân hàng năm toàn tỉnh kết nạp được từ 4.500 đến 5.000 đảng viên. Vâng, bám sát vào chỉ tiêu đó, năm 2022, cấp ủy đảng các cấp đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác phát triển đảng, nhất là ở các khối xóm chưa có đảng viên, chưa có chi bộ và trong các loại hình doanh nghiệp. Bằng các giải pháp quyết liệt, năm 2022 này, Đảng ủy xã Bảo Thành, huyện Yên Thành đã kết nạp được 8 đảng viên, bằng 200% chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, xã cũng thành lập thêm một tổ chức cơ sở đảng và kết nạp 4 đảng viên trong doanh nghiệp thuộc đề án 5155. Kết quả này là nhờ sự nỗ lực của Đảng ủy xã trong gặp gỡ, tuyên truyền, vận động và tạo được sự đồng thuận từ lãnh đạo các doanh nghiệp. Tiến hành đảng thì có nhiều cái giải pháp. Một là vận động tuyên truyền, gặp gỡ, trao đổi, đồng viên, quần chúng ưu tú vào đảng. Hai nữa là trên địa bàn này có nhiều doanh nghiệp, thì Đảng ủy tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy cho học cái đối tượng đảng tại cái địa bàn. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ các huyện thành thị đã rà soát, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc, đồng thời quan tâm đến công tác phát triển đảng tại vùng đặc thù, các khối xóm chưa có đảng viên, chưa có chi bộ và trong các loại hình doanh nghiệp. Tại huyện Yên Thành, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 228 đảng viên, vượt kế hoạch đề ra là từ 180 đến 200 đảng viên, thành lập thêm một tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Huyện cũng đã ban hành rất là nhiều giải pháp, trong đó việc tập trung cho xây dựng và giao chỉ tiêu cho các đơn vị cơ sở, rồi phối hợp để lựa chọn các nhân tố tiêu biểu để phát triển đảng. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng còn tập trung vào một số các đồng chí thuộc các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, rồi phát triển đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn, rồi phát triển đảng của đề án 01. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng trên địa bàn, Ban Thường vụ huyện ủy Nghi Lộc đã ban hành chỉ thị 06, đồng thời chỉ đạo các cơ sở đảng trực tiếp làm việc với các chi bộ, ra soát, tạo nguồn, để từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp. Hàng quý có công văn đôn đốc, biểu dương, nhắc nhở. Như vậy, dù trong điều kiện khó khăn, nhưng trong năm 2022 này, toàn huyện đã kết nạp được 250 đảng viên, đạt chỉ tiêu đề ra. Ban Thường vụ huyện ủy đặc biệt quan tâm đến việc mở các lớp tại các cụm. Cùng với việc mở các lớp tại các cụm là tập trung mở lớp dành riêng cho đối tượng quần chúng, là những cái đồng chí mà ở trong cái khối doanh nghiệp, để tạo điều kiện cho đối tượng để tham gia học tập một cách đầy đủ, và sau học tập thì là động viên bồi dưỡng xem xét để kết nạp. Bên cạnh những địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu thì năm 2022 này, kết quả kết nạp đảng toàn tỉnh chưa đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, trong đó một số địa phương mới chỉ đạt tỷ lệ khoảng 50%. Điều này đã và đang đặt ra nhiều thách thức, khó khăn cho công tác phát triển đảng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, bởi theo nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm giai đoạn 2020-2025 phải đạt từ 3 đến 4% tổng số đảng viên.